السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب الوطني للفوتسال اللي لعبوا المباراة ديالهم أمام المنتخب الإيراني. أصدقاء ديالي، الفئات السنية ديال الكرة المغربية في جميع النواحي كتشوفهم ما شاء الله تقدم كبير، وهذا الشيء كامل كرجع لصاحب الجلالة الملك ديالنا محمد السادس. المهم إخوان ديالي، ما بغيناش نطولوا في هذا الموضوع، غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا الملخص ديال المباراة، وانتم حكموا واعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو بركنا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، دوزوا مباشره نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالها. Này thì Maroc sẽ là những người có cho mình quyền của sắp bóng trước. Trận đấu chính thức bắt đầu. Azimi Hematabadi. Cơ hội dứt điểm ngay. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Người vừa ra trận đó là sẽ tốc độ cao chưa để vượt qua được phòng tuyến của Iran. Cơ hội thoát xuống. Số 14 Behrouz Azimi của Iran đã rất chuyển trạng thái, đưa bóng sang hai cánh, cú dứt điểm ngay. 3 thắng mở tỷ số dành cho Sabey là không đủ để vượt qua phòng tuyến của đối phương. Một tình huống áp sát thành công, tuy nhiên bóng vẫn chưa thể được đưa qua khu vực giữa sân. Mũi điểm nào, và lại là cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Lúc này thì tổ cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Serabi, Mohamed Mazera, cú sút gầy cho hàng phòng ngự của Maroc. Cú dứt điểm ngay. Bàn thắng thứ xuống với tốc độ rất cao và có cho mình cú dứt điểm ở góc rất hẹp. Vẫn là cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Dứt điểm ngay. Đó là không có quá nhiều khoảng trống dành cho các cầu thủ Maroc. Nỗ lực. Cơ hội dành cho Iran. Một tình huống lại là một cú dứt điểm từ phía bên ngoài vòng cấm. Nhưng cú vẫn sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Sẽ có phạt góc dành cho hiệp 1 của Maroc đang khá trống trải, nhưng đó là quyết định dứt điểm ngay. Larech chuyển trạng thái dành cho Maroc, cá nhân rất mượt mà, lại là cú dứt điểm thứ hai. Cơ hội dành cho Iran thì cố gắng tìm ra hướng chuyền bóng dành cho người đồng đội, nhưng Sena đã không thể thoát ra khỏi sự đeo bám của đối phương. Tài năng trẻ để giúp cho huấn luyện viên Vasi có thể đỡ bóng khá ngọt của số 12 bên phía Iran, Amirosin Dadui. Cú dứt điểm ngay. Maroc phản công, đây là số 9 bên phía đội tuyển Maroc. Một tình huống phòng ngự quá xuất sắc. Nỗ lực đi bóng của số 9 bên phía Maroc, Mustafa Rabou, và đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Tình huống phối hợp nhóm không thay đổi vị trí với những người đồng đội. Cơ hội để dứt điểm ngay. Huấn luyện viên của đội tuyển Iran, của Futsal Iran, những gì mà ông Maroc chưa tạo ra một cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành. Thủ trẻ Sena. Sena đã có cho mình nhưng cú đắt lòng của Sena là không đủ tốt. Nỗ lực của cầu thủ Maroc. Một lần cho Iran. Đây là số 11 Madi. Không phải tung ra cú dứt điểm, vẫn là cơ hội dành cho Maroc. Morocco by player number 7. Nỗ lực của Sena. Của Sena giữa vòng vây các cầu thủ áo trắng. Và dù với pha cầm bóng của Maroc, quá đáng tiếc cho nỗ lực tỷ đẹp. Thi đấu năng nổ bậc nhất bên phía đội hình của Maroc vào lúc này. Thêm một cú dứt điểm nữa của Ziyari để mở ra khoảng trống cho đồng đội là quá ấn tượng. Nhưng vừa rồi là một tình huống phạm lỗi nguy hiểm của
Cú dứt điểm ngay của Ziyari. Sát Ziyari đang tận dụng lợi thế về mặt tâm lý và thi đấu cực kỳ ấn tượng bên phía đội tuyển Maroc. Tốc độ của Ziyari trong tình huống chuyển trạng thái dành cho Maroc. Ziyari bóng. Ziyari cơ hội dành cho Maroc. Hai đâu? Nửa đầu hiệp một là quá thời gian mà Uri. Aliaska, cơ hội phản công dành cho Senna và các cầu thủ Maroc. Vẫn đang là Senna người đang có mặt ở dưới đội tuyển Iran và đội tuyển Maroc. Trận đấu đầu tiên của giải FUTSA Giao hữu Quốc tế năm 2024. Iran được ngay trong những giây đầu tiên của hiệp 2. Cú dứt điểm ngay. Người băng vào dứt điểm ở trong pha bóng vừa rồi là cơ hội dành cho Iran. Đã có lỗi của các cầu thủ Maroc. Người vừa phạm lỗi của số 4 Rasaba. Đáng tiếc khi điểm ngay. Phản công dành cho các cầu thủ Maroc. Tốc độ rất cao. Đang cho thấy một thế trận cân bằng. Cơ hội dành cho Maroc không vào. Thấy họ là đội tuyển số 1 châu Phi. Khoảng trống cho cú dứt điểm của Iran. Đưa ra rất nhiều những chỉ đạo dành cho Iran. Một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của dành cho đội tuyển Maroc. Cơ hội 3-2 dành cho đội tuyển Maroc. Một tình huống lần đầu tiên trong trận đấu này, đội tuyển Maroc vươn lên dẫn trước Iran. 3 bàn thắng liên tiếp đã được Maroc ghi. Và Sepia Mohammadi không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá ở pha bóng vừa rồi. Cơ hội dành cho Iran. Cơ hội dành cho đội tuyển Iran. Cho Iran có thể tung ra cú dứt điểm. Dứt điểm ngay. Tiếng phục vụ rất xa và bây giờ sẽ là chuyển trạng thái Iran. Aliaska. Vẫn là Asgard, khoảng trống dành cho Maroc. Không vào. Bỏ đá. Đó là Bolo Ziyari, người đã thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Maroc kể từ vị trí số 11 của Maroc. Và sức dườn của Ziyari là quá tuyệt vời. Bỏ đá. Chơi power play của cầu thủ Iran. Vẫn sẽ là cơ hội. Aliaska. Tình huống chặn đường truyền tốt cũng khoảng trống. Cơ hội dành cho Iran. Những tình huống bắn bật xuống khu vực. Aliaska đã giành lại bóng dành cho Iran. Cơ hội để dứt điểm không thành công. Reisaba bật. Cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Vẫn sẽ là những tình huống triển khai power play. Cơ hội để tung ra cú dứt điểm. Power play hiệu quả. Và đó là đẳng cấp của ông vua châu Á. Chơi với lối chơi power play. Và đội trưởng Aliaska đã sẽ là cơ hội dành cho Iran. Tốc độ rất cao thì cũng lên bóng của Iran. Dứt điểm. 4-0. Ngay sau khi Ziyar coi 3-0. Bàn thắng thứ 5 dành cho Maroc. Quá tuyệt vời với những gì diễn ra trận đấu ngày đầu tiên ngày hôm nay. Bùng nổ cảm xúc dành cho các cầu thủ Maroc, dành cho những khán giả đang có mặt tại Lanh Minh Thăng vào lúc này. Người vừa ghi bàn dành cho Maroc đó là số 4 Rasaba Bachoba. أصدقاء ديالي خوتي العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، كنتمنى تعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش تبركونا على واحد لايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أما الناس اللي ما مشتركينش في القناة كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. إن شاء الله وليا فراسكم بزاف. موعدنا في فيديو قادم كيف العادة. كان معكم أخوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. إن شاء الله وليا فراسكم. السلام عليكم.